Chúng ta hãy tiếp tục đến với những thí sinh còn lại của chương trình. Xin mời người chơi tiếp theo. Làm cho tất cả danh hay, mình từ Robert sẽ là người giành phần thắng. Dạ em xin chào chị Việt Hương, anh Trấn Thành cũng như anh Đại Nghĩa cùng toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mạc Văn Khoa và em đến từ Hải Dương ạ. Em từ Hải Dương, em bay vào đây hay là em quê Hải Dương sinh sống ở đây? Dạ em quê ở Hải Dương nhưng mà sinh sống ở đây ạ. À, sống ở đây lâu chưa? Dạ sống ở đây nửa năm rồi ạ. Nửa năm. À em nhớ giữ cái giọng nói của em nha, giọng nói của em rất đặc biệt. Cười cũng rất là tươi ngộ nghĩnh. À em vào đây sống nửa năm, em sống là ngành nghề gì? Dạ em mới học xong rồi vô nhà chị ở. Học gì? Học ngành nghề gì? Dạ em học du lịch ạ. Du lịch. Du lịch. Hướng dẫn viên du lịch hay là học về cái điều gì? Khách sạn quản lý. Khách sạn ạ. À rồi, làm liền đi bạn, tôi thấy bạn thú vị rồi đấy. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Dạ vâng, lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào lụ khụ tới các cụ lấn ác, tới các bác lô nhô, tới các cô lú khú, tới các chú ghen tị, tới các chị lanh chanh, tới các anh. Và cho em xin được gửi một lời chào nhanh tới tất cả các bạn. Em là một người rất yêu thích chuyện cổ tích nước ngoài. Nên hôm nay với chiếc khăn choàng màu đỏ này, em sẽ hóa thân thành một nhân vật gắn liền với chiếc khăn choàng màu đỏ. Đó chính là cô bé bán diêm. Em là cô bé bán diêm. Chúc mừng bạn Khoan đã, bạn ơi, phần giám khảo của chúng ta đã cười. Đó nghĩa là bạn đã chiến thắng ở cái phần thử thách đầu tiên này với số tiền thưởng là 2 triệu đồng. Bạn có 2 triệu đồng rồi. Em nó khó chịu là vì sao, là tôi giết xong mà cười đấy. Nó giật giám khảo rồi đấy. Em nói nghe. Ví dụ như mà khúc sau mà có vui hơn nữa đó để giành, hiểu không? Ví dụ giờ em quyết định em bước vào vòng 2 thì em có nghĩ cái đó hay thì em lấy cái ra em làm tiếp. Khoa hãy cho mọi người biết Khoa có muốn đi tiếp với vòng 2 không? Dạ em. Văn Khoa sẽ đi tiếp hay dừng lại? Câu trả lời sẽ có sau ít phút nữa. Khoa hãy cho mọi người biết Khoa có muốn đi tiếp với vòng 2 không? Dạ em. Em đi tiếp. Cái dạng này là kiểu học kiểu này là có thần tượng ai không? Có ai chỉ cho em không? Hay em tự nghĩ ra cái đoạn vừa rồi? Dạ em tự nghĩ ạ. Thần tượng của em là nghệ sĩ Chiến Thắng ạ. Đấy, em biết ngay mà nói xấu vợ mà đấy. Bây giờ diễn tiếp nhỉ? Dạ. Mời em. Em thích anh rồi đấy. Ôi trời ơi. Giờ nay mới thích anh. Chết thật, anh thích em từ lâu rồi. 30 giây, bắt đầu. Alo, con tê giác một sừng bé nhỏ của anh đấy à? Gọi cho anh có việc gì vậy? Ừ, em muốn anh làm gì cũng làm, mà chia tay thì chia tay. Chia tay? Tại sao chứ? Vì anh nghèo á. Nhưng mà anh nghèo thật mà. Đúng. Anh chỉ là một thằng hàng ngày đi bán bánh mì, được bao nhiêu tiền mua bánh bao ăn để sống. Đức Thành lại cười cho em rồi. Xin chúc mừng bạn. Bạn đang có 10 triệu đồng. Rất là duyên dáng. Và chỉ cần thêm một tí chân thực vào nhá, đừng có diễn nhanh quá, chân thực thêm một tí. Chiến Thành lại cười 2 lần mà chị chưa có cười. Dạ em biết chị ạ. Chị muốn em chân thật. Tại vì khi mà em bước ra đây á, em nói cái giọng Hải Dương phải không em? Quê của em á chị thích lắm. Tại chị thích mà giống như mình sinh sống nhưng mình vẫn dựng được cái giọng vùng miền của mình. Dạ. Chị rất là thích. Và cái nụ cười của em rất là thật thà. Nhưng mà lúc mà em bước vào nhân vật em hơi diễn. Chị cứ thích em cứ là em cái kiểu đó. Tất nhiên là khi em diễn phải có chị cũng em có quyền. Nhưng mà lúc bình thường em hãy thật cho chị. Lúc đi vào nhân vật em thật cho chị. Đừng diễn nữa. Giúp chị để chị lấy một nụ cười với em. Em đang có 10 triệu đồng. Và bây giờ bạn có muốn đi tiếp hay không? Bạn hãy suy nghĩ nha. Vòng thi tiếp theo nếu bạn chiến thắng bạn sẽ có 20 triệu. Nhưng nếu bạn không thành công bạn sẽ mất luôn cả 10 triệu này. Nói chung là cái lúc mà em chưa thi thì em run. Nhưng mà thi được 2 vòng thì thấy đỡ run. Mà chị nhận xét em thấy run hơn rồi. Thì có khả năng là em sẽ đi tiếp một vòng nữa.
quá đều. Chính ra quá đều. Chơi thế là chơi hơi đều đấy. Nhưng mà phải đều thế thì nó mới hay nhỉ. Sẵn sàng chưa bạn? 60 giây bắt đầu. Nếu giành được giải thưởng trong cuộc thi ngày hôm nay, bạn sẽ làm gì? Đó chính là câu hỏi của phần thi ứng xử. Trong cuộc thi truy tìm sắc đẹp do Tổng Công ty Phân bón Thuốc Trừ Sâu cùng Công ty Bông Máy Lỗ Tai đồng tài trợ. Và xin mời quý vị khán giả vỗ tay to dã man để đón chào thí sinh của chúng ta. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo cùng quý vị khán giả đã tốn công tốn sức, lao tâm khổ tứ, vất vả vật vã, vỗ tay to dã man để cho em bước ra. Em là một người sinh từ bé, đẹp từ nhỏ, duyên dáng từ tuổi dậy thì. Nên sau khi sinh ra, bố mẹ em mới quyết định đặt cho em cái tên là Mán Giá Sâu, tức là Xấu Giá Man. Để một phần nào đó che lấp đi được cái nhan sắc của em. Ôi! Này, em anh thật nhá. À, anh đã diễn chung với anh Chiến Thắng rồi. À, anh Chiến Thắng ấy là cũng thơ thế này này, cũng vần này này. Nhưng mà anh Chiến Thắng là có một cái màu riêng, là cái màu chân thật. Em hiểu không? Còn em ấy cũng là cái kiểu này, cũng thơ cũng văn như thế này. Nhưng mà cái được của em ấy là nó rất là kỹ thuật. Và cái kỹ thuật đấy là tôi nghĩ là tốt, rất là tốt. Và chỉ cần một cái rất nhỏ đấy là cái chân thực thôi. Đấy. Chỉ cần bỏ vào đấy là vòng ba em khác hai cái vòng đầu của em. Rất là dễ thương. Bây giờ thì bạn đang có số tiền là 20 triệu đồng. Bạn có muốn đi tiếp không? Nói thật là 2 triệu với 20 triệu là nó cách nhau 18 triệu. Thì... Nhưng mà... Sau đây em xin được diễn tiếp cô bé bán diêm. Sáu mươi giây dành cho bạn, bắt đầu. Em là cô bé bán diêm. Em đói quá. Em lạnh quá. Em quẹt một que diêm. À! Bố đã về. Em quẹt hai que diêm. À! Mẹ đã về. Em quẹt ba que diêm. À! 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 Cháy nhà. Xin chân ông bà. Thông minh. Hồi nãy anh cứ nghĩ trong đầu anh ấy là em quẹt ba que diêm. À! Bố mẹ sợ quá đi hết như vậy. Nhưng mà ai ngờ em còn khủng khiếp bằng anh. Em ó, cháy nhà. À, từ đầu tới giờ chị không cười em là tại chị đánh giá rất cao về em. À, chị sẽ cố gắng kiếm cái gì khó nhất trong người em. Tại vì em giống như một diễn viên thực thụ cho nên chị không cười. Chị sẽ cố gắng. Và bây giờ em đã làm cho chị cười rất là đã. Chị cười hà hà hà. Nụ cười hà hà của chị đã đem đến cho em 40 triệu đồng. Dạ em cảm ơn. Trên đường đời làm nghệ thuật của bạn á, lần sau bạn nhớ cố gắng. Tôi có biết bạn điều này thôi. Thông minh có, tài tử có, hình thể có, tất cả đều giỏi. Làm ơn làm phước chân thật một tí và tiết chế lại như cái làm cho nó gọn lại, đừng có la quá người ta sợ mình, thấy không? Nó quá từ cái hay lên cái quá có chút xíu à, cân nhắc lại tí. Bạn hãy cho chúng tôi biết bạn có muốn đi tới vòng năm hay không, hay sẽ dừng lại với 40 triệu đồng. Dạ. Thưa chị Việt Hương và anh Trấn Thành cùng toàn thể quý vị khán giả, cảm ơn những tràng vỗ tay và những nụ cười của quý vị khán giả đã dành cho bản thân em. Và em xin phép được dừng lại ạ. Vì sao thế? Dạ, thưa anh chị là bố mẹ em nuôi em mấy năm ăn học mà em chưa một lần nào gửi tiền về được cho bố mẹ. À vậy hả? Vậy thì số tiền thưởng 40 triệu này là bố mẹ sẽ rất là vui khi em nhận được giải thưởng này đúng không? Dạ chắc vui nhất trong từ khi mà em xuất hiện. Vậy hả? Rồi đây, đào giải thưởng của em đây. Xin mời giám khảo Trấn Thành sẽ trao giải thưởng này cho bạn Khoa. Nói chung là Thành là một trong những cái người mà
thích nghiên cứu về hài kịch của miền Bắc, và Thành thấy là bạn là một trong những cái người mà tôi phải nói là nể về cái khả năng biểu đạt ngôn ngữ của bạn. Và bạn có rất là nhiều tố chất để trở thành một diễn viên giỏi. Dành tặng cho bạn 40 triệu. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chương trình. Cười miễn chi cho cái cười quái chi. Vẫn đã chiến thắng vàng rồi. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Em sẽ gửi hết tiền về cho bố mẹ. Và cũng cảm ơn chương trình đã tạo một sân chơi rất bổ ích để tạo cho điều kiện cho những người đam mê nghệ thuật như em có cơ hội được thể hiện. Một em hai nhất vợ lắm mồm, hai em hai vợ dỗi, ba em hai vợ đánh, bốn em hai đến vợ hay ghen. A hội B, B hội C, C hội D là D hội G. Các bác thấy em hát có hay không? Nếu mà hay thì vỗ tay cho em cái. Nhưng mà cuộc đời em thích ăn phở tái sao mà nó cứ ngang trái thế nào ấy. Em thì cứ sợ cái gì thì con vợ em nó lại có cái đấy. Đầu tiên nếu nói về lắm mồm ấy, con vợ em nó là lắm mồm của lắm mồm của lắm mồm. Ai nó nói từ sáng tới trưa, nếu mà gặp trời mưa nó lại nói tới tối. Chính vì lắm mồm vừa rồi nó đạt được cái giải ba của cuộc thi bình luận đám ma đấy. Không chỉ lắm mồm nữa mà con vợ em nó còn mắc thêm cái tính dỗi. Người ta thì dỗi ăn dỗi ngủ, con vợ em nó dỗi cái nó tẩm xăng đốt tủ đốt nhà. Nhưng mà điên nhất đối với em ấy, điên nhất đối với em là cái tính ghen của con vợ em. Con vợ em nó ghen như xe gem không nổ, như Phật tổ mổ ruột thừa, như cái bừa bị mất răng, như đường tăng đi xe máy bị hết xăng giữa đường quốc lộ mà không có chỗ đổ. Nó bảo em là cái thằng chồng hay ăn mỡ nên mắc phải cái bệnh sàm sỡ. Cái hôm em chỉ có đi ra chợ, em cầm nhầm một tay của một cái bà già hơn 90 tuổi mà về, nó túm cổ em, nó bắt ký đơn ly dị phân chia tài sản. Mà các bác nhìn em ấy, các bác nhìn cái khuôn mặt của em có chung thủy không? Ai nhìn em cũng bảo thằng này chung thủy. Em đi xem bói đi ông thầy bói, em bảo thằng này có từ 5 tới 7 vợ, chứ đã trên 10 vợ đâu mà tại sao con vợ lại ghen tới thế chứ. Em sống với con vợ em ấy thì em điên nhất nó là cái bệnh nặng tai. Thì cái hồi hai đứa tổ chức đám cưới ấy, ông trưởng ban tổ chức ông mới đọc là nhất bái thiên địa. Nó nghe thế nào nó lại tưởng là nhất bái nghĩa địa. Thế nó phi ra cái nghĩa địa đầu làng, nó cứ nhìn mộ nó vái thôi. Thế ông trưởng ban tổ chức ông đọc tiếp là nhị bái cao đường. Nó nghe thế nào nó lại tưởng là nhị bái gầm giường. Thế nó phi vào gầm giường nó vái túi bụi đập đầu vào thành gầm giường, thâm tím hết cả mặt mày tai mũi họng. Nhưng mà điên nhất là khi ông trưởng ban tổ chức mới đọc là phu thê giao bái. Nó nghe thế nào nó lại tưởng là phu thê giao đấm. Thế nó nhìn vào thẳng mặt em, nó ra những đoàn điêu luyện như Lý Tiểu Long luôn. Thế là em chú rể không ra chú rể mà nhìn không khác gì một con dê bị thiến trên bờ đê. Chính vì vậy, là một người đàn ông, là trụ cột trong gia đình, không thể để bị vợ áp bức như thế được. Riêng con này hôm nay về phải bỏ, phải trừng trị nó. Chứ riêng... Alo. Trời đất ơi, gì này ông đây ở đâu vậy? Tại sao không có nhà? Đi về gấp. Ông là gì? Đổ sáng cho ông biết nha, nha, nha. Ở đó mà chuyện chuyện. Đi về lại dạ, không? Dạ, dạ. Ông không có gì? Dạ, dạ, vâng, em về. Trời ơi. Dạ, dạ. Gì vậy?